thịt trừ bà con ơi, thịt trừ mà cũng có người gọi là thịt cừu à, nhưng bà con mà thịt cừu nó cũng là một, nó rất tốt và nó tốt cho sức khỏe mọi người. Nhưng mà bà con ta vui lòng đừng ăn với những người có bệnh thế này, thì ăn vào rất là nguy hiểm cho chứng bệnh của mình. Những người đau mắt đỏ, đau miệng, bệnh nướu, đau cổ họng, tiêu chảy đó là vui lòng đừng ăn. Những người đó vui lòng đừng ăn. Đừng ăn là người đau mắt đỏ, đau miệng, bệnh nướu, đau cổ họng, tiêu chảy. Khi ta ăn, nếu ta ăn là thì khi ta ăn ta thấy nó nghẹt mũi, chảy nước mắt, buồn nôn, nôn mửa, đột ngột phát ban thì phải đi ngay đến bệnh viện. Đó, thịt cừu là thầy con thấy không? Nó tốt, rất là tốt. Nhưng mà thịt cừu nó cũng là vậy, nó rất là tốt. Nhưng những người đau mắt đỏ, đau miệng, bệnh nướu, đau cổ họng, tiêu chảy, ăn vào nếu mà ta ăn, lỡ ta không biết ta ăn mà thấy nghẹt nghẹt mũi, chảy chảy nước mắt, buồn nôn, nôn mửa là đi ngay bệnh viện đi bà con ơi, vậy là nó an toàn tính mạng mình, không sao hết, không sao hết, bác sĩ giờ ta giỏi rồi. Ăn thịt cừu hay còn gọi là thịt trừu thì nó phục hồi cho cơ bắp, cho những người vận động mạnh, tốt cho người cao tuổi, cải thiện cơ bắp, tốt cho những vận động viên, phòng và ngăn ngừa được bệnh thiếu máu. Wow, tốt quá đó. Bà con thấy nó rất là tốt. Nhưng mà không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được. Một lần ăn không quá 250 gram. Một lần ăn không quá 250 gram. Mà một tuần như vậy thì ta chỉ ăn được 2 lần. Một tuần ta ăn 2 lần. Mà một lần ăn không quá 250 gram. Bà con ơi, ăn thịt cừu ăn như vậy thì nó tốt cho sức khỏe mình. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, chào.